thiệu với các bạn về cái sản phẩm Hồng Trà Gongcha Túi Lọc. Hồng Trà Gongcha Túi Lọc là một sản phẩm vô cùng cao cấp của thương hiệu Gongcha. Cái sản phẩm Hồng Trà Gongcha Túi Lọc này thì nó có ưu điểm rất là lớn, đó là đã đóng sẵn những cái loại túi lọc này rồi, để các bạn có thể pha một túi lọc này chúng ta pha được 2 cốc. Thế nên là rất là tiện lợi và chuyên nghiệp cho những cái quán cao cấp, có thể phục vụ rất là thơm và nó có thể thao tác nhanh bằng cái sản phẩm máy ủ trà. Trong vòng 2 phút là chúng ta có thể có được một cốc cho khách hàng, chúng ta gọi là pha trà sữa tươi luôn đấy, chứ không cần phải ủ trà trước nữa. Thì đây là một ưu điểm rất là lớn, thì chúng ta sẽ đi vào xem cái sản phẩm này thao tác ủ trà như nào nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu ủ sản phẩm Hồng Trà Gongcha Túi Lọc nhé. Với mỗi một túi lọc thì là định lượng rõ cho một cốc rồi, thế nên là chúng ta không cần phải cân nữa, chúng ta chỉ việc sử dụng thôi. Với mỗi một túi lọc chúng ta sử dụng 350ml nước sôi. Chúng ta có thêm một cái thao tác nữa, đó là chúng ta sử dụng thìa tìm sản phẩm. Thời gian ủ là 10 phút. Sau khi ủ chúng ta có thể sử dụng nó ngay. Với sản phẩm trà túi lọc thì chúng ta rất là tiện dụng trong quá trình sử dụng. Nếu các bạn sử dụng máy đảo trà thì chúng ta mình khuyên là các bạn nên sử dụng trà tươi, tức là khi nào khách đến chúng ta có thể thao tác, chỉ mất 2 phút thì chúng ta có thể làm được. Cũng có thể các bạn sử dụng ủ để có thể dùng trong cả ngày, thì các bạn lưu ý thêm 200g đá cho 1 lít nước thành phẩm để trong bảo quản trong bình ủ trà để dùng cả ngày nhé. Chúc các bạn thành công.